Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa điện tử. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thủ tướng yêu cầu ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày 20 tháng 10. Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện và xử lý 3.491 vụ vi phạm, thu phạt 113.249.000.000 đồng. Sạt lở đồi, trường mầm non Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, nguy cơ bị vùi lấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Đúng 9 giờ ngày 20 tháng 10, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan, tổ chức liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trong đó, các đại biểu Quốc hội đã dự các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe, trao đổi những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết gồm Luật Dầu khí sửa đổi, Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Luật Thanh tra sửa đổi, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, Nghị quyết ban hành nội quy quỳ họp Quốc hội sửa đổi, Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến 7 dự án luật gồm Luật đất đai sửa đổi, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, Luật giá sửa đổi, Luật giao dịch điện tử sửa đổi, Luật hợp tác xã sửa đổi, Luật phòng thủ dân sự. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tổ chức phát thanh truyền hình trực tiếp các nội dung phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp, các phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, phiên giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với tinh thần cải tiến, đổi mới, sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nên thời gian kỳ họp lần này đã được rút ngắn còn 21 ngày làm việc. Trong đó có 2 ngày thứ Bảy nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Ngày 19 tháng 10, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng, không để xảy ra bất ổn. Cụ thể, những ngày gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng dầu, không để bất ổn tình hình. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng 20 tháng 10, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trong không khí vui mừng, phấn khởi, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, cống hiến và những kết quả của các cấp hội, hội viên phụ nữ, các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, vượt qua khó khăn, tích cực rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức, tự tin, sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay ở cơ sở để đưa phong trào hoạt động của hội ngày càng phát triển, khẳng định vai trò, vị thế của hội. Thay mặt cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ngô Thị Hồng Hào đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đối với phong trào, hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, đồng thời báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị số 12 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tuyển quân nhanh gọn, khoa học, hiệu quả, chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, có ngành nghề chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội. Trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phải thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuân thủ thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan y tế, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển quân tròn khâu, quán triệt phương châm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và đảng viên, công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ và quân đội bảo đảm chất lượng, phân bổ chỉ tiêu tuyển quân số lượng hợp lý gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không để xã trắng trong tuyển quân. Tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định, giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, trang nghiêm, không để loại trả, bù được quân sau giao quân. Sau giao quân, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp, không để tình trạng đơn thư vượt cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân. 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện và xử lý 3.491 vụ vi phạm, thu phạt 113.249.000.000 đồng. Đó là thông tin đáng chú ý tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo 389 tỉnh diễn ra chiều 20 tháng 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo. Cụ thể, 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện và xử lý vi phạm 3.491 vụ, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chuyển khởi tố hình sự 848 vụ, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Xử lý vi phạm hành chính 2.643 vụ, giảm 8,9% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thu phạt 113.249.000.000 đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Hội nghị đã đánh giá tình hình và những kết quả đạt được trên các mặt công tác trong 9 tháng như công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, công tác thông tin, tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, phân tích tình hình và đề xuất nhiệm vụ giải pháp hoạt động trong 3 tháng cuối năm. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, nhất là triển khai cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Do ảnh hưởng của mưa bão, một điểm trường mầm non Hiền Kiệt, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa đang bị đe dọa bởi sạt lở đất từ trên đồi. Điểm trường tại bản Bọng 1 có 2 phòng học kiên cố. Hiện, điểm trường này đang được Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây dựng thêm các hạng mục để tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, khi nhà thầu đang tiến hành xây dựng thì gặp ảnh hưởng của mưa bão. Quả đồi phía sau ngôi trường bị sạt lở nứt toác, hàng nghìn khối đất, đá có nguy cơ sạt trượt xuống vùi lấp công trình, vì vậy, đơn vị thi công phải tạm dừng. Do đó, chính quyền địa phương và nhà trường phải chuyển các con về học tạm ở trường chính để chờ khắc phục hậu quả thiên tai. Lãnh đạo huyện Quan Hóa cho biết, trước tình trạng sạt lở xảy ra ở điểm trường mầm non Hiền Kiệt, đơn vị đã cử cơ quan chức năng lên kiểm tra, khảo sát hiện trường để có hướng khắc phục. Còn các đơn vị đảm nhận xây dựng công trình này cho biết, sau khi các đơn vị chức năng, chuyên môn của huyện Quan Hóa kiểm tra, khảo sát hiện trường, đơn vị chủ đầu tư đã thống nhất phương án để nhà thầu xử lý sạt trượt. Cục Quản lý Lao động ngoài nước nhận được phản ánh về một số cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã quảng cáo mời chào người lao động nộp tiền tham gia các khóa học nghề và thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7, không đúng quy định pháp luật của Việt Nam và của Hàn Quốc. Theo đó, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đề nghị người lao động cảnh giác với các thông tin mời chào lừa đảo nêu trên. Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ, cơ khí, điện, điện tử, Hàn, cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động cần tư vấn, cung cấp thêm thông tin hoặc phản ánh thông tin về các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động đào tạo, tuyển chọn lao động đi làm việc theo thị thực E7 Hàn Quốc. Đề nghị liên hệ Cục Quản lý Lao động ngoài nước, 41B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại 0243 824 9517, máy lẻ 301 và 302.
Trong năm thứ hai đại dịch COVID-19 hoành hành, tuổi thọ trung bình của người dân tại các khu vực trên thế giới có sự chênh lệch rõ rệt khi tỷ lệ tiêm vaccine cao giúp một số nước phục hồi nhanh hơn nhiều so với các nước khác. Đó là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Oxford vừa được công bố. Nhóm nghiên cứu cho biết, đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình của người dân tại 22 trên 29 quốc gia được khảo sát trong năm 2020 giảm hơn 6 tháng so với năm 2019. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất cho thấy trong năm 2021 có sự chênh lệch rõ rệt giữa nhiều khu vực về tuổi thọ trung bình của người dân. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã phân tích số liệu tử vong tại 29 nước châu Âu, Mỹ và Chile kể từ năm 2015. Kết quả cho thấy nhiều nước tại Tây Âu ghi nhận tuổi thọ trung bình của người dân tăng trở lại gần mức trước đại dịch. Thậm chí, tuổi thọ trung bình của người dân nước Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và Thụy Điển đã trở lại con số của năm 2019. Các tác giả nghiên cứu cho rằng dấu hiệu trên phần nào đã cho thấy vaccine thực sự phát huy hiệu quả, bảo vệ người cao tuổi trước mối đe dọa đại dịch. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Ác quỷ Enigmax, sức mạnh vượt thời gian. Enigmax, timeless power.